cây á, cái giống loại táo này là loại táo khác nè cả nhà, nó chín mà cái đỏ nó đậm nhìn ngon quá. Cái giống này giống mới hay sao á cả nhà. Trang xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Thùy Trang GB. Thì cô chú anh chị và các bạn ơi, hôm nay Trang xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với lại vợ chồng Trang mình đi hái táo. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì hôm nay là Trang rủ cô chú anh chị và các bạn cùng với Trang đi hái táo. Ở đây là trên núi, cô chú anh chị và các bạn coi cây táo nè, quá chừng sai trái luôn rồi, rất là nhiều. Ở đây là đặc biệt là táo mật, mình cắt ra cô chú anh chị biết không, ở bên trong nó vàng mà nó giống như nó có mật vậy đó, ăn nó rất là ngọt, rất là ngon. Wow, cô chú anh chị xem đây nè, rất là nhiều luôn. Thôi thì bây giờ Trang mời cô chú anh chị và các bạn cùng với Trang mình đi vào trong vườn này mình hái nha. Ở đây có mấy trái táo này nè, nó to quá luôn nè, thấy mê quá cả nhà, muốn hái hoài luôn, không muốn ra luôn á, quá chừng luôn. Cái vườn táo này thấy mê quá, muốn lặt hoài luôn, không muốn đi ra luôn. Nhìn coi trái táo nè cả nhà ơi, thì sau khi mình đi vào trong vườn táo á, mình đã hái rồi nè. Trang đã rủ cô chú anh chị và các bạn cùng với Trang đi vào vườn táo, mình hái được một rổ táo này nè. Bây giờ thì mình đem đi ra cái chỗ hồi nãy mà mình mua vé á, mình đến đó để mình cân ký. Thì ở trong vườn á, người họ cho mình hái là mỗi một người được 3 trái. Thì Trang với lại anh chồng Trang là hái được 6 trái táo, còn lại bao nhiêu thì mình ra mình cân ký mình tính tiền. Bây giờ Trang mời cô chú anh chị và các bạn cùng với Trang để mình đi tới cái chỗ tiệm mà hồi nãy mình vô mình mua vé đó, mình đến đó để mình tính tiền, mình trả tiền táo nha. Đây thì bây giờ mình hái táo xong rồi, mình ra mình cân ký ở bên đây. Mình hái táo xong rồi thì bây giờ mình ra mình cân ký. Cái bịch táo này thì là 6 trái táo. 6 trái táo này thì mỗi một người hái được 3 trái, thì đây là được 6 trái. Còn cái bịch táo bên đây là còn dư lại là mình phải cân ký, mình tính tiền nè cả nhà. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì mình vào trong vườn táo mình đã hái xong rồi. Bây giờ mình đi về. Đi về chắc là phải ghé lại trạm dừng chân để mình ăn gì. Tại vì bây giờ tới giờ trưa cũng đói bụng rồi đó cô chú anh chị và các bạn. Trang mời cô chú anh chị và các bạn cùng với Trang mình đi về, mình ghé lại cái chỗ nào đó. Chắc có lẽ là mình ghé vô trạm dừng chân để mình ăn một ít gì cho đỡ đói nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì sau khi mình đi vườn táo xong rồi á, bây giờ mình ghé lại ngay chỗ trạm dừng chân. Mình nghỉ ngơi tí xíu rồi mình vô đây mình ăn một ít gì. Tại vì cũng đã tới giờ cơm trưa rồi. Xin mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong để cùng Trang ăn món gì nha. Đây ở trạm dừng chân ở bên đây á, cô chú anh chị và các bạn, cũng rất là rộng luôn. Bên hướng bên trước mặt cô chú anh chị và các bạn bên đây á, thì trong đó là nó bán rau củ quả, trái cây, các loại. Còn đây là nó có một cái công viên nhỏ dành cho mình ghé vô trạm dừng chân mình nghỉ ngơi á. Nếu như mình muốn vào bên trong nhà hàng mình ăn thì mình vào, còn mình không có vào bên trong á thì mình cũng có thể mình ngồi ở ngoài những cái băng ghế nè, nó có dựng mấy cái liều bằng dù, che dù vậy nè, để cho mình ngồi nghỉ ngơi và mình ăn. Trạm dừng chân nó cũng giống như là một cái công viên nhỏ vậy đó cả nhà, cũng có những cái cầu tuột này để cho mấy bé đó chơi nữa nè. Bên ngoài thì bán thức ăn di động nè cả nhà. Đây là những cái xe mà bán thức ăn di động. Thì ví dụ như là những cái xe mà bán thức ăn di động này á, ví dụ như thứ hai á thì nó đến cái siêu thị này nó bán, thì thứ ba nó lại lái đi cái siêu thị khác. Ở bên Nhật này gọi là xe thức ăn di động đó cả nhà. Giờ thì anh chồng Trang ảnh ghé vô đây ảnh mua một cái hộp mì yakisoba. Mì yakisoba là cũng là một cái tiệm mì di động luôn, đến bán ở ngoài công viên.
đây nè, nó ghi chữ Gia Kỳ số 3 cả nhà. Bên đây thì cái tiệm bên đây nó bán kem, rồi nó bán cái takoyaki. Takoyaki tức là cái nhân bạch tuộc á cả nhà, bên trong nó là nhân bạch tuộc á, cái cục takoyaki á. Đây thì bây giờ Trang mua một hộp takoyaki. Cả nhà ơi, trước tiên thì Trang ăn cây kem này, cây kem vani này trước. Rồi mình ăn tới cái hộp yakisoba này. Đó, anh chồng Trang ảnh đang tháo ra nè. Ảnh đang tháo cái hộp yakisoba với lại một cái hộp takoyaki. Trang mời cô chú anh chị dùng với Trang nha. Mình ăn trước cái cây kem này đi. Kem rất là ngon luôn, kem vani ngon quá. Đây nè, mua cái hộp yakisoba. Cái hộp yakisoba này thì từ người ta xào á, bữa nay xong mà đi mua cái hộp bụng yakisoba này nó to quá cả nhà. Ở bên đây thì takoyaki, bên lớp trên ở đây là nó có bỏ một cái lớp đá ba cá bào, bên trên nó bỏ lớp cá bào ngon quá cả nhà ơi, với lại một cái nước sốt tương đen cùng với lại sốt mayonnaise. Mời cả nhà thưởng thức với Trang. Ôi xí, ôi xí, ảnh đùa cả nhà. Trang hỏi ảnh gì chứ ngon không, ảnh lắc đầu, ảnh giỡn chứ ảnh thích ăn kem lắm. Ôi xí, ôi xí, ôi xí, ôi xí. Trang mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với Trang một cái cục takoyaki nha. Thì ở đây nó bán cho mình vô bên trong mình ngồi mình ăn, nhưng Mỹ bây giờ đông quá không có chỗ, thôi mình ngồi ở bé bên ngoài mình ăn luôn. Mời cô chú anh chị và các bạn. Nóng quá. Nướng á, người ta mới vừa nướng xong nó còn nóng. Cái vỏ takoyaki á, thì nó giòn, bên trong miếng nhân bạch tuộc á, thì nó ăn nó giòn giòn, nó sực sực cái cục bạch tuộc á, cả nhà ngon quá. Cộng thêm với lại cái nước sốt á, cái nước sốt của nó làm mặn mặn ngọt ngọt, rồi thêm cái mayonnaise nó hơi béo, với lại một ít cá bào nữa, nó thơm mùi cá, nó rất là ngon. Đây là yakisoba, mời cô chú anh chị và các bạn dùng với Trang. Cái cọng mì yakisoba này á, nó to quá, nó không giống như cái cọng mì yakisoba nhỏ nhỏ mà ở nhà Trang hay xào, nhưng mà ăn nó dai ngon. Cái sốt của nó làm yakisoba á, cái sốt yakisoba ở cái tiệm này người ta làm á, cái vị của nó đậm đà vừa miệng, rất là ngon luôn cả nhà. Nói chung là mình ghé lại cái chỗ nghỉ dừng chân nghỉ ngơi này á, thì mình nãy đáng lẽ là Trang mời cô chú anh chị vào bên trong để mình ăn mấy cái món bên trong nhà hàng, nhưng mà vì đông quá, đi đứng sắp hàng chờ đông quá mất hết thời gian, nên thì thôi đi ra ngoài mua ở ngoài mấy cái chỗ mà cái xe bán di động á, người ta bán, thì ra mua cái takoyaki với lại yakisoba này ngồi ăn tại chỗ ở đây luôn. Thôi thì video của Trang xin tạm dừng lại ở đây. Trang cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn ủng hộ kênh Thùy Trang GB. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an.
cô chú anh chị yêu mến kênh Thùy Trang TV cho Trang xin một like và một lượt đăng ký ủng hộ để Trang có nhiều động lực, Trang làm nhiều video mới gửi đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Bây giờ thì Trang xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Bye bye cô chú anh chị và các bạn.